nối âm nó xảy ra một cách tự nhiên nó làm cho ngôn ngữ mượt mà hơn và suôn sẻ hơn vì nó mà các anh chị bị khựng lại có nghĩa là các anh chị đang tiếp cận sai phương pháp đối với người bản xứ họ thậm chí không có ý thức về việc nối âm nó chỉ đơn giản là họ phát âm đúng kỹ thuật và rồi nối âm nó tự xảy ra khi họ nói nhanh chúng ta hãy xét một số từ trong tiếng việt ví dụ chúng ta có ấm áp chúng ta đọc nhanh là ấm áp ấm áp Cảm ơn, chúng ta đọc nhanh Cảm ơn, cảm ơn Chúng ta có cảm giác là âm mờ của từ trước nó tự nhiên nó nối với từ sau Điều gì xảy ra nếu mình không để nó tự nhiên mà mình cố tình tạo ra nối âm Ví dụ mình nói không khí ở đây thật là ấm, mát Nghe nó rất là buồn cười các anh chị Vậy thì đối với tiếng Anh chúng ta có and I Điều gì xảy ra nếu chúng ta đọc And die, nghĩa nó khác hoàn toàn các anh chị nha. Yeah. Vậy thì nguyên tắc của nối âm là gì? Nếu như chúng ta nói từ sau mà cái âm đuôi của từ trước chưa kết thúc thì tự nhiên nó sẽ tạo thành một cái liên kết âm thanh giữa hai từ với nhau và nó tạo thành nối âm nha. Yeah. Và video sau tôi sẽ nói chi tiết hơn. À, nếu các anh chị thấy video này hữu ích, các anh chị vui lòng like và share để nhiều người cùng học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Bye bye!